Nót đang bắt đầu đấu full bài. Vâng, quyết đẩy mít rồi, nhưng cây giơ bài đã lộ tiếng ở đây và dồn rất sai ra mình. Rất may Enzo chữa sai cho người đồng đội của mình với một mạng của cây giơ bài. Gozik hạ quét trước khi Cardian bắt được Enzo. Và Deadfox hạ gục AZ ở trong khu B-Shot, đưa tình huống về là 4-2. Gozik đã biết là khu connector có người. Vâng, Gozik hạ gục Van Der, chỉ là mình Cardian ở B-Long thôi. Vâng, đã có vẻ như là Cardian sẽ fake, nhờ đội fake A để bò vào khu bom site B. Cardian đã nghe những tiếng shot có người rồi. Shot đang là vị trí của Deadfox và Deadfox đang đi ngay sau lưng của Cardian, nhưng mà đi qua nhau như chưa từng quen đến từ Deadfox và Cardian. Vâng, và Cardian đã bò được khu bom site B rồi. Và có vẻ như là Cardian với những tình huống bò như này là sẽ là bò thẳng lên A. Vâng, bò thẳng lên A đến từ Cardian rồi. 1v4 Cardian sẽ là điều không thể, khi mà Cardian còn không có giáp nữa. Vâng, mà Cardian sẽ chìm được vị trí của người ở chắc thôi, đó là vị trí của Issa. Khi mà Issa đang kê của B long, à khu A long là rất trì. Vâng, 26 giây đẩy lên khu bom sai A rồi, sẽ là phát hiện được người rồi. Và đúng là như vậy, Cardian bắt Issa. Một quả bom được đặt là kín. Vâng, đặt bom lấy tiền thôi, chết cũng được anh ơi. Những clutch 1v3 này làm sao mà được. Vâng, cả ba thành viên ở bên phía Hellraiser thì đang còn full đồ đến từ Gopsic cũng như là Deadfox. Vâng, có lửa được rồi, là banh rất cẩn thận đây rồi. Nhưng mà Cardian vừa có một tình huống bắn xuyên đồi qua là kill như Cardian rồi. Và liệu có một tình huống A hay không? Vâng, gỡ bom luôn rồi. Vâng, và Cardian Pro này và fake, và đó là một tình huống A của Cardian. Và một đó là một tình huống clutch 1v4 của Cardian. Vâng, cái gì thế này? Tàu tactic sóng bật hack cả. 1v4 đến từ Cardian. Một quả bom kín đã mang về cho anh một tình huống A. Không phải tin được.